Huyện Phù Cừ có khoảng 470 ha diện tích trồng cam, cam đường canh và cam Hương Yên trồng tại các xã Tam Đa, Tiên Tiến, cam Lòng Vàng được trồng tại xã Nguyên Hòa. Chính quyền địa phương đã khuyến khích các hộ trồng cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp với giá bán trung bình từ 20 đến 30.000 đồng một kg. Chúng tôi hay dùng cái loại phân hữu cơ, ví dụ như là ngô hay là thóc hay là đỗ tương, chúng tôi ngâm ủ khoảng độ 6 tháng tưới rồi thì cho ăn. Thuốc sâu thì chúng tôi cũng chủ yếu là dùng cái thuốc sâu sinh học, chất lượng cam nó mới ngọt đảm bảo được.